Trời ơi, thấy rau là cúng vô nè. Ơi, đấy cái nó là trong nhà con. Nó là trong nhà. Thấy cửa không? Thấy, rồi đi vào, đi vào, đi vào. Ờ đúng rồi. Đi vào đó. Trời mưa, trời tối thì mặt trời mưa. Chúng em vẫn làm rau. Họ lấy cái nón cho ta sẵn lắm, lấy chưa? Lấy chút về gọi đầu. Lát về gọi đầu đi Chúc ơi. Dạ. Trời mưa thì mặt trời mưa. Cảnh rồi, thấy chưa? Hết đấy hả? Cảm ơn chú Đức nha. Cảm ơn nhiều.